Dạ, xin chào tất cả các ngành thủ đã quay trở lại với video mới của em nha. Thì ngày hôm nay video này em gửi đến kênh có 8 cây mini nè, một cây cần câu tay lóng ngắn nè, có ISO khen lớn, cần lua, cần lục nè, cần lục rút nè, lục rắp khúc đều có nha. Có thêm chống cần nè, cần câu tay 7m2 nữa. Em có một cây ba khúc săn hàng vừa đẹp vừa chất lượng cho các anh. Khoen bát đều là khoen bát Fuji, Fuji là loại xứ xích nha, khoen này tốt luôn. Cái này dài 4m25 và độ cứng là 33 nha các anh. Cứng bể cho mình. Rồi thì các anh đã có đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình. Số của em là 0356776692 nha. Em gửi đến các anh đầu tiên là một cây này. Một cây cần câu tay chất liệu fib còn tốt ạ. Cái này về cho các anh câu giải trí có thể để cóp C được. Cái này thu gọn hiện tại của nó chỉ có 36cm thôi các anh. Đây cái lóng này nè. Đấy 36cm thôi ha. Dài 3m8, độ cứng khoảng 3H các anh. Độ cứng mềm, câu cảm giác ha, câu cá tự nhiên. Đó, lóng ngắn thuộc loại rút, hàng Nhật nha. Ngọn đặc nha các anh, đây là ngọn đặc của Nhật nè. Đấy. Nói chung là độ mới của nó khoảng hiện tại là khoảng tầm 80% nha các anh nha. Hàng thì không lội ra, cần thẳng tốt cho mình. Đấy. Lóng ngắn nhiều lóng. Cái này ngọn cần em đo là 0.8 ly. Trọng lượng 115g nha. Dài 3m8. Rồi, giá bán là 250. Fib ha, fib Nhật nè các anh. Fib nâu á, fib nâu đỏ đó. Cho em mã số 1, 250.000 cho cây này. Xe mã 2 nha, em gửi đến các anh 8 cây luôn. Một lần 8 cây. Em bóc là em bóc nguyên bộ 8 cây như vậy. Thì khoen khí của nó thì nó sẽ câu cụ thể thời gian thì có cây đẹp, có cây xấu ha. Nhưng mà em bán giá đẻ cho các anh rồi. Các anh mua 50.000 một cây lần đó các anh. Những cái mẫu này nè. Về câu giải trí nha, dài là 1m68, 65 chứ, 1m65 nha, 1m65, đa phần thì để cho cái câu giải trí là nhiều, câu tôm, câu cá nhỏ, câu bè đều được nha. Cái này hơi xúc nè, em sẽ kiểm tra lại, em chích keo lại gọn gàng cho các anh để về chơi ha. Đó, tất cả ngon lành hết, là nó không bị lỗi lầm nha, đảm bảo cho các anh là hàng kiểm tra từng cây luôn, không lỗi lầm sẽ giao cho các anh. Đây là cần câu máy, về câu, ok. 8 cây giá bán 250k. Cho em mã số 2 nha, 250 cho 8 cây. Thu gọn ngắn lắm các anh, bởi vì cái lóng của nó là lóng ngắn mà. Nè, so với cây 36cm thì nó tầm đây. Thì nó cho nó khoảng là tầm 41 ha, 41, 40 rồi gì đó. Rồi, em xem mã tiếp theo nha. Mã tiếp theo thì em gửi đến các anh là một cây ISO khen lớn FIP của thương hiệu Daiwa. Đây. Một cây cũng còn khá là sáng đẹp. Cây cần này dài 2m7, cứng 15. Daiwa Superpower, hàng nội địa Nhật Bản, có tem vàng. Cần fib Nhật. Chiều dài thu gọn lóng là 106cm, nó ghi tại đây nè. Tổng là có 3 lóng cho mình. Khoen bát Fuji ha. Đấy. Dàn khoen cần là Fuji loại xứ xám, các anh xem. Đây dính bụi em chưa lâu thôi. Khoen của nó là đẹp hết nha. Bên trên hai khoen chạy nè, ngọn trắng đẹp nè, sáng luôn ha, nè, khoen ngon lành không bị dính gì hết nè. Đấy. Và đầu lóng thứ hai nó có đóng semi chống nổ nè, cho nên khoen cái của nó sẽ chạy xuống phần này ha. Đó, 2m7 cứng 15k. Hàng cũng còn đẹp nha. Rồi. Cái này em quên đo nữa rồi. Này cái ngọn em đo ngọn đi, còn trọng lượng của nó nhẹ rồi các anh ạ. Ngọn cần là 2.6 ly nha. Cây Daiwa Nhật này thì giá là 350. Mã số 3, 350. Em sang mã 4. Em gửi đến các anh hai cây cần đi kèm là một cặp. Hai cây cần đến từ thương hiệu Kinh Tông. Đây, Kinh Tông nè. Có tem nè, một cây còn tem nè. Chiều dài 3m nha, hai cây này em bán rẻ cho mình về chơi nè, một cặp bát gặp Fuji Nhật. Hàng cũ đã qua sử dụng ha, nó sẽ có sơ xước nhưng mà hàng thì bao lỗi lầm cho các anh. Khoen là đẹp nha, đó, sáng sủa hết. Hai cây 3m, về câu sông hồ, giải trí, tự nhiên, đều ok. Một cây màu hồng, một cây màu xanh lá cây, có ngọn là màu trắng ha. Độ cứng hai cây thì tầm khoảng là 15-20. Câu giải trí nha, câu lưỡi đơn, lưỡi đôi, câu... chùm nho. Rồi.
Mã này em bán với giá là 250.000 các anh. Cặp này ha. Cho em mã số 4, 250. Sang mã 5 này. Mã 5 em gửi đến các anh 2 cây ha. 2 cây cần 2m7 luôn. Một cây màu trắng này là của Shimano nha. Cái này là của dòng Ebisu nè. Hai cây đều bass gặp Fuji, gọi là bass Fuji 6. Đấy. Bass Fuji 6. Khoen đẹp hết ha, sáng đẹp, rõ ràng, cụ thể luôn. Các anh cứ lấy đi, bởi vì cái này nó rẻ, quá rẻ rồi. Nó tính ra là chỉ có 10, cho nó 150 một cặp, 150 một cây thôi ha. Đó. Nó rẻ, quá rẻ luôn á. Em bán cái này là giống như là bán để thu vốn thôi các anh ạ. À, cần này thì cặp này em có đo nè. Cây này thì 3 ly, 228g. Cây Shimano là 2.4, 193g nha. Cặp mã số 5 giá 250.000. Số 5 250, lóng dài ha. Rồi sang số 6 thì lóng nó ngắn hơn một tí, bởi vì cái khổ nó ngắn. Đây, một cây 2m4, một cây 2m4 luôn, hai cây. Cây 2m4 màu cam có chất liệu carbon bên trong này, nó có cái tem để cảnh báo điện giật này nha. Rồi, hai cây đều sở hữu cho mình là bát vặn các anh. Cặp này cũng bán rẻ luôn, 250. Khoen đẹp hết ha. Cặp ngắn này có thể mang đi câu bè được nữa nha. Cũng cứng tầm khoảng 15-20 thôi các anh. Rồi, một cây ngọn 2.4, trọng lượng 141g. Cây còn lại 2.5, trọng lượng là 180g. Cặp mã số 6, giá 250.000. Số 6, 250. Sang số 7 này, em có một cây lua. Lua này về câu lóc. Các anh câu không được mẫu nào, con cá nào thì em sẽ đảm bảo cho các anh, tặng cho các anh cái mồi để các anh câu luôn. Cặp này, cây này rất là ngon nha. Vừa rẻ vừa chất lượng. Chiều dài 1m8, cứng ML. Đây. Hàng này hàng China xuất Nhật. Nhưng mà đây là hàng tốt nha. Hàng này là hàng theo hàng sách tay bên Nhật về luôn á. 1m8, cứng ML. Phôi carbon. Nè, các anh cứ xem cái hình ảnh của cây cần này. Các anh gõ, nếu mà có trên Shopee đồ thì em tặng cho các anh cây cần. Cần này không có nổi ha. Tay cầm mút. Cuốn chỉ quay keo rõ ràng. Khoen là khoen hạng nha, sáng đẹp. Đây, đầu đẹp luôn nè. Cái khoen nó độc lắm nha các anh nha. Cái khoen này nó màu nó đẹp lắm. Màu xám khói các anh. Khoen đẹp quên rồi. Đấy. Rồi, cái này thì chuyên cho các anh câu lưu. Các anh tải mồi giúp em là tầm khoảng, em chỉ ươm cho mình cho cái này nha, bởi vì nó không ghi thông số. Thì các anh giúp em mồi 17-18g độ lại ha. Đánh nhái hơi liền là thoải mái và mồi mềm. Rồi, cây này bán giá 300. Mã số 7 300.000. Cần carbon nha. Rồi sang mã 8 em gửi đến cái anh ISO khen lớn này để cho cái anh về câu đơn ngâm đăng C nè. Em có một cây này nó rất là đẹp. Này, rất là đẹp. Nó không có ghi cái số chiều dài của cần. À, có luôn nha, có ghi. Cây này dài 3m3. Đây, 3m3. Tổng là có 4 lóng nha. Một cây Diana. Có tay cầm mút nè, phôi đẹp, bát vặn Fuji DBS, dàn khoen cần Fuji luôn. Cần carbon nha, hàng tốt. Câu sông hồ, đánh ngon lành, thoải mái. Đánh hồ dịch vụ bán tự nhiên cũng ngon luôn ha. Đấy. Cái này cứng cáp đấy các anh. Em cho nó cái độ cứng là 20 nha. Dài 3m3, cứng 20 và nó ghi cái thông số này. 1104 tức có nghĩa thì có thể đánh lu nha. Có thể câu lu được. Cái này dài 3m3. Ngọn cần là 2.5, 2.5 ly, trọng lượng 274g. Em bán giá cây này là 750.000 nha, sản xuất là tại Hàn Quốc, có tem vàng. Khoen bát Fuji. Cần này đặc biệt ha. Rồi, cho em mã số 8. Em bán 750. Rồi sang mã 9 nha, em gửi đến cái anh cần lục rút, gọi là cần súp á các anh. Cần súp nha, có tổng cộng 4 lóng. Khoen cái là khoen gập, chuyên câu ngâm lăn xê.
đánh lục ba tiêu đánh bạc bãi biển ha. Rồi cây đầu tiên, một cây thương hiệu Protrust. Cây cần này là phôi carbon nha. Spin the die nè, dài 4m2 coi. 4m2. Cũng còn ok đấy, không lỗi nha. Phần này nó cuốn chỉ nó quay keo nữa nè, nổi lên. Đi kèm cho mình khuyên bát là khuyên bát hạng ha. Cần carbon có cái tem cảnh báo ha. Cũng có xước sơ sơ lông mèo ở bên ngoài. Rồi dàn khoen nó em mời các xem. Khoen không lỗi nha, không lỗi. Bên trên nó có đến hai khoen chạy nè. Càng này 4m2, ngọn cũng tương đối to đấy. Ngọn dài đẹp. Nước sơn là màu xanh mực nha. Ngoại hình nước sơn ở bên trong này thì nó có vài điểm nó nổi bọt nước sơn như vậy nè ha. Nhỏ nhỏ thôi các. Nó có một chỗ đó thôi. Bởi do nó tự nhiên á, nó do nó ví dụ như thời tiết nóng nực mà bỏ vô cái chỗ mà nực nổi nữa thì nó ảnh hưởng ha. Nó giống như mấy câu gì đó. Cái 4m2 này nó cho mình cái độ cứng là 25 thôi ha. Đánh lục thì câu đầu cần. Ngọn 2.9 ly, trọng lượng 425 g. Em đề giá canh là 600 nghìn. Mã số 9600K. Sang mã 10 này em có một cây Nhật nè các anh. Hôm trước là em có bán một cây như vậy luôn rồi. Các anh xem nha. Các anh xem, các anh nhìn quen là các anh biết à. Đây, này, sáng ghê. Nước sơn sáng à các anh. Bát đẹp luôn nè. Cái căn này là một cây nội địa Nhật Bản. Một cây BitCat ha. Dài là 39 các anh. 39. Phôi sẵn hết. Đi kèm bát gặp Fuji chữ vàng nè. Còn dàn khoen là Fuji loại xứ xám hết. Bên trên hai khoen chạy. Cái này ngọn vừa thôi các anh. Ở đây tróc sơn. Nó nổi ra cái phần nước sơn màu ghi của cái phôi luôn. Không ảnh hưởng đâu nha các anh nha. Nó không sao đâu. Tự nhiên để mất nước sơn. Đấy. Này em cho độ cứng 25 luôn. Ngọn cần em đo là 2.4, trọng lượng 365 g. Cho em mã số 10, giá 750 nha. Cái này mã số 10, 750 nghìn. Rồi em sang 11. Ô 11, cái này góc nó nhẹ nhưng mà cầm lên cảm giác nó nhẹ. Góc nó to, góc to nhưng mà cầm lên cảm giác rất nhẹ. Cái này hiện tại trọng lượng cân là 378 g. Nhưng mà cầm nó nhẹ lắm các anh. À, nhiều loại cần nó trọng lượng nó bằng nhau nhưng mà cầm nó cảm giác khác. Cái này là một cây 39 nha. Góc nó vừa đầm tay 20 em cầm như vậy. Tay em 20 ha, 20 sen, 21 sen đó. Đấy. Ok đấy cây này. Sở hữu cho mình khuyên bát Fuji luôn nha các anh nha. Hơi dính bụi thôi, em sẽ đánh chùi lại đẹp đẹp rồi em giao. Ngọn sắn này, ngọn to này, sắn đẹp nè. Sắn nội hết luôn các anh. Hàng không lội gửi đến các anh. Có xước thì sẽ quay xước cho các anh xem. Đó, cái này là nó cái màu bóng, cái màu bóng của cái cần á ha. Rồi, cũng cho cứng 25 luôn. Cái này đường kính ngọn em đo là 3.3 ly, trọng lượng nhẹ. 378 g nha. Cứng tầm 25 27 đó. Giá bán 690. Mã 11 690 nghìn. Câu lăng xê đầu lỗ, lục đầu cần là tuyệt vời. Sáng 12 là một cây cần có chất liệu cao hơn. Cần này là một cây Nissin nha. Hàng Nissin nội địa Nhật Bản. Đây. Chiều dài nó là 4m5 nha các anh nha. Nó do ánh đèn chói thì em sẽ quay nhiều kiểu khác nhau. 4m5. Có tem vàng nè. Nội địa Nhật Bản nha. Đế vẫn còn nguyên. Bát còn nguyên luôn các anh. Đây. Nguyên bản luôn nha. Cái này nó được làm nhám luôn đó. Đây là bát gặp Fuji Stainless. Nissin dài 4m5. Dàn khoen cần là Fuji hết luôn. Sáng đẹp. Cái này có hai khoen chạy nè. Và nước sơn cần là màu xám nha. Xám bạc. Đẹp chưa? Cái này độ mới cao ạ. Đẹp đấy các anh. Độ mới cao. Ngon.
Cái này có 5 lóng nha. Ồ, đẹp luôn nè. Sáng đẹp. Bên trong rất đẹp nha các anh nha. Cứng 25. Chỉ cứng 25. Ở đây có chữ tiếng Anh nữa nè các anh. Đó, kiểu 7 màu cho mình. Ok rồi, cây càng ngon lành rồi. Cái này ngọn cần là 2.5 ly, trọng lượng 398 gram ạ. Em để giá canh Nissin nội địa Nhật Bản 1.650.000 nghìn. Mã 12 1650. Rồi tiếp theo em gửi đến các một cây Ryobi nha, Ryobi luôn, một cây dòng Super Carbotech nè. Phone này khỏi bàn luôn. Phone này là câu bền lắm nha. Cái này là một cây Ryobi dài 4m, độ cứng 27. Cứng 27 nha. Tổng là có 4 lóng nè. Hàng sản xuất là tại Korea, xuất thị trường Nhật, có tem vàng đây. Vẫn còn ha. Để bên dưới vẫn còn nguyên vàng. Ryobi ngoại hình cũng có sức nhẹ nhẹ thôi, không có ảnh hưởng phôi các anh. Vậy là đẹp rồi ha. Bát gặp Fuji chữ vàng vẫn còn nguyên nè. Thì các anh nếu mà các anh câu lục á, bên em có hỗ trợ hạ bát. Nếu mà anh các anh muốn hạ bát xuống thì các anh cứ bảo em nha, em sẽ làm miễn phí. Nhưng mà làm thì hạ xuống mắc giá trị cần, em thông báo các anh luôn là cọc với em. Rồi, dàn khuyên Fuji 6 nha. Cái này nó có đầu bu Fuji 6 môi chè chống sóng dây nè. Các anh nào câu bạc bãi biển á, thì các anh không cần hạ đâu. Bởi vì hàng bên Nhật á, người ta đa phần người ta lấy những cây này đi câu biển đó. Cho nên cái bát của nó đã cao sẵn rồi nha. Mình về không cần hạ đâu. Còn câu lục thì ở Việt Nam mình mới muốn hạ thôi. Đó. Các anh câu gần 30, 20, 15, 20, 30, 40, 50 thì các anh lấy những cây độ cứng thấp. Còn anh nào chơi độ cứng cao. Đấy, có một cây phía sau ha. Ngọn 2.7, trọng lượng 392 gram. Cái này giá là 1.450.000 các anh. Mã 13, 1.450.000. Rồi sang 14 là Shimano Sublitter, hàng Indonesia. Nước sơn ở đây nó còn sáng nè. Cái này dài 4m25, độ cứng DX các. DXT. Một cái Shimano cũng còn khá ok. Ở đây là cao su nó xước thì không sao. Đằng sau nó còn tem nha. Xước nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi. Mặt này nó đẹp nè các. Bát còn nguyên nha. Fuji Stainless. Rồi dàn khuyên cần là Fuji loại xứ xám hết. Có định vị khuyên nha các anh. Đây là khuyên Fuji. Và định vị khuyên đây. Xoắn ốc. Cần này có còn rất là nguyên vẹn nha các anh. Đấy, định vị khuyên nè. Thấy chưa? Ngon lành chưa? Xoắn ốc nè. Đẩy xuống là nó cứng đơ luôn á. Nó không bị lắc đi qua lắc lại ha. Nước sơn bên trong cây này còn đẹp á. Nói chung cây này độ mới còn cao các anh. Độ mới còn cao đẹp đấy. Xước điểm lông mèo nhỏ nhỏ ở đây nè ha. Là phần chính giữa. Này, dưới góc rất là ngon nha. Đấy, nguyên vẹn luôn. Đây là dòng có giá trị cao nha các anh nha. Bởi vì mấy cây này là Sublitter rồi. Shimano rồi. Rồi, cái này thì em để giá các anh chỉ có 2 triệu rưỡi thôi các anh. Các anh thấy ok thì lấy ha. Ngọn 2.6 ly, trọng lượng 435 gram. Em bán cây này mã 14, 2.500.000. Em xem 15 nha. 15 em có một cây Shimano Aerocard ạ. Cái này là hàng nội địa Nhật Bản nha. Nó giống bạn Sublitter vậy đó. Có mã code nè. Cái này dài 4m05, cứng EX các anh. Cứng EX tức có nghĩa là 25 nha. Cứng 27 là DX. Bát gặp Fuji Stainless luôn. Này thì nó cũ hơn một tí xíu nha. Định vị khoen nè. Phôi là phôi sắn ha. Sắn cộm lên. Nó nổi lên hết. Nó có xước mấy cái điểm chấm chấm thôi các anh. Kiểu bụi bặm đồ á ha. Đó, còn phôi là không có bị lỗi lầm nha. Đây xước lông mèo nè. Cái điểm rồi đó. Cái này góc nhỏ các anh, góc cái này dễ cầm lắm. Nè, cả cái góc ở đây luôn. Các anh xem cái phần này nó nhỏ là các biết rồi.
Đường kính ngọn 2.6, trọng lượng 352g. Cái này giá là 2.350.000, mã 15-2350. Rồi, tới ISO khen lớn nha, có 3 cây. Mã 16 em gửi đến cái một cây ISO khen lớn dài 4m5 cứng 3 ha. Sở hữu cho mình khoen bát Fuji luôn. Phôi carbon sẵn nè, đi kèm cho mình bát bát vặn Fuji ha. Đế vẫn còn nguyên vẹn không lỗi lầm nha. Đấy. Hàng Suzumi các anh. Khoen đẹp. Này về câu đơn câu ngâm được này các anh. Câu ISO, câu trợ máy, khoen lớn có thể ném ra xa được ha. Đó. Ở đây này các anh ơi, em cái này luôn em báo luôn cho các anh nè, khi mà em rút ra nó tới phần này nè là nó hơi kẹt một tí xíu, em chảo nó không có nổi gì hết, nhưng mà đó nó cứng ở chỗ này. Nó giống như là nó bị dính sinh gum hay là cao su gì bên trong cái phôi lóng của cái thân chính đó các. À, cần thì không lội nha, em rút cho các anh xem rồi. Đó, nó tới đây nè, nó kẹt một tí nhưng mà tháo ra tháo rô được nha. Đấy, vẫn được nhá. Ok. Ngọn 1.5 ly, trọng lượng 253g, giá là 690.000. Mã 16 690, càng carbon nhá. Rồi tiếp theo nha, em gửi đến cái một cây của thương hiệu Promadine, cây này càng carbon. Có chiều dài 5m4, độ cứng 3 nha. Đấy. Không lỗi lầm, chỉ có sơ xước ở đây nó mắc nước sơn nhẹ nhẹ ha. Không gãy dập đâu. Nguyên vẹn hết. Bát vặn khoen hạng ạ. Đây. Khoen sáng nha. Và cái này á nó ngoại hình của nó các anh về các anh tự vệ sinh nha, nó dính vảy cá các anh. Để cho nó hơn ha. Dính vảy cá là nó câu cá nhiều các anh, câu được nhiều cá dính thôi. Còn phôi là phôi carbon hết ha. Đấy, không lỗi lầm nha. Không lỗi lầm. Ngọn căng là 1.9 ly, trọng lượng là 404g ạ. Em để giá cái này là 520. Mã số 17, 520k. Xe 18 là có một cây đai hoa tốt luôn. Căng dài 5m3, độ cứng 3 nha. Ở đây nó hơi xước nhẹ. Xước chỗ này. Đai hoa hàng China xuất Nhật các anh, có tem vàng, có mã cốt nha. Căn này sở hữu là khoen bát Fuji luôn. Hàng ngon không lỗi lầm. Bát nào mà câu truyền thống câu được nha. Nè, dàn khoen Fuji hết luôn. Bát nào mà mang về câu lóc truyền thống câu bát tay á, có thể lấy cái này về được. Mình hạ cái lóng cuối ngon lành luôn đấy. Này, phôi nó rất là nguyên. Đây là phôi của thương hiệu Daiwa ha. Cũng có xước nhiều, xước sơ một ít lông mèo ở đây. Ở đây cũng có ha. Nó do nó câu nó chống cằn xuống dưới đất á. Còn nước sơn đẹp và chất liệu phôi là xịn rồi. Cái này ngọn 1.6 ly, trọng lượng 366g. Mã 18 em bán là 750. 18 750.000. Em sang 19 em có một cây ISO khen bé ạ. Các anh về hạ tay hoặc là câu đơn đài trợ máy nha. Cái này dài 4m5 các anh. Màu thì hơi độc lạ tí, màu bạc và màu xanh. Đó. Chói nữa, nó làm mình chói ha, chói mắt nữa. Đó, nó phát quang. Cái này sở hữu cho mình khoen bát hạng. Một cái cần 4m5. Ba khoen chạy, ngọn màu trắng. Các anh đang xem kênh em á, ủng hộ giúp em lượt like nha. Mình không mua cũng được, mình khi nào mình cần có nhu cầu thì mình mua. Anh dành tay bấm giúp em được like nha. Này cứng khoảng 1.5 đến 2 các anh. Chiều dài là 4m5 nha. Đây là cần chất liệu carbon nha. Ngọn 2 ly, trọng lượng 301g. Hàng bãi Nhật, giá bán là 390.000. Mã 19, 390. Sang mã 20, em gửi đến cách một cây cần câu tay lóng ngắn và góc rất là nhỏ. Cái này chuyên câu mương suối ngon luôn. Phôi sẵn găng luôn nha các nha, sẵn nổi hết. Đến từ thương hiệu Suzumi. Có túi nha. Cần dài là 4m1. Hàng nội Nhật Bản, có tem vàng.
có nắp chụp túi vải đi kèm. Cái này độ cứng khoảng 2.53H, đầu còn rất là đẹp nha các anh. Đây là ngọn đặc sợi thủy tinh, có đường kính ngọn là 0.6 ly nha. Này phôi nó nội nè các anh, lóng 2 nè, lóng 3 nè. Đấy. Cần nó nội găng hết nha. Góc nhỏ dễ cầm, chuyên mương suối luôn cây này. Chiều dài cần là 4m1 nha. 4m1. Đường kính ngọn 0.6 ly, trọng lượng 72 g. Thu gọn lóng này là 52 cm nhé. Cái này có giá là 850 nghìn. Mã 20 850. Sang 21 em có cần ISO khen bế, hàng đẹp, chất lượng cao luôn. Các anh xem mà, nắp chụp rất là đẹp. Có đi kèm túi vải luôn ha, túi vải màu này luôn nè, đẹp chưa? Đây là một cây Shimano các anh. Shimano. Chiều dài cần là 5m3, độ cứng 1.5, hàng China xuất Nhật nha. Có mã code in tem vàng ở đây. Có tem cảnh báo luôn ha. Độ mới cao. Bát gặp Fuji NS6. Này, chống rỉ kháng mặn tốt. Đây là bát đời cao rồi ha. Nắp chụp rất đẹp. Nắp chụp Fuji hỗ trợ luồng dây. Bên trên có 3 khuyên chạy và ngọn cần là carbon xoắn. Cái này rất đẹp các anh ạ. Độ mới của nó là em sẽ cho là trên 90% này. Này nó sáng quá, quá đẹp rồi. Này nó chỉ câu lướt qua thôi. Đường kính ngọn 1.3 ly, trọng lượng 216 g. Cái này là hàng sách về nha. Giá bán 1.250.000. Mã số 21, 1.250. Sang 22 em có một cây gác cần chất liệu carbon, cho các anh về gác cần câu đài nha. Đây là một cái cây cán ha, cây cán để các anh làm cái gác. Nó có 3 lóng lận. Các anh có thể ráp ngắn hoặc là ráp dài ha. Dài tối đa của nó là 1m85 nha. Đây là hàng Nhật nha. Có tem vàng. Có đi kèm một cái túi vải màu đỏ này, đai hoa đẹp cho các anh dùng luôn. Đó. Đây, cuốn dây mây ha, còn những chỗ này là cái nắp các anh, cái nắp người ta làm gắn vào cho mình. Đấy, có dây mây nè, chất liệu carbon nha. Và cái này nó rất là nhẹ, chỉ có 95 g thôi. 95 g. Có một cái nắp chụp gỗ nữa nè. Rồi. À, cái này em để giá các anh là 480.000. Mã 22, 408. Em sang 23, em có một cây cần câu tay lóng dài của hãng Olympic. Chiều dài cây này là 7m2, độ cứng của nó là 3.5H nha các anh nha. Đế Olympic nguyên quẹn nè. Cuốn chỉ, cuốn dây mây nè. Bởi và cây này nha, độ mới của nó còn rất là cao. Nó sáng. Đấy. Độ cứng thì 3.5 thôi nha các anh nha. Bởi vì ngọn là ngọn đặc và ngọn bé. Đây, ngọn nó đây. Sáng đẹp. Có tháp Long Phụng tại đây ha. Phôi nó xoắn nè. Nước sơn bên trong còn rất là đẹp các anh. Đấy, sáng sủa hết luôn. Mượt mà nữa các anh. Cái này ngọn cần là 0.8 ly, trọng lượng 347 g. Giá là 1.350.000. 7m2 Olympic nội địa Nhật Bản. Góc nhỏ dễ cầm ha. Cho em mã số 23. Giá 1.350. Rồi sang 24 nha. Em có cây này. Cây ba khúc này, một cây dài 4m2, một cây Roson Sup có phôi là dạng xoắn ít. Và hàng này sản xuất là tại Hàn Quốc nha các anh nha. Nó có cái tem và nó in cái chữ Korea phía sau nè. Cái này nó đã qua sử dụng thì phần khoen thì vẫn còn nguyên luôn. Chỉ có phần keo thì nó hơi xấu ha. Đó. Em để giá tốt cho các anh. Và cái này thì em sẽ quay keo chết cho các anh luôn. Em sẽ làm mới phần này cho các anh. Phôi nó sẵn hết.
và độ cứng của nó là khoảng trên 30 nha các anh nha. Em sẽ cho độ cứng cây này là CX. Khoen bát Fuji hết ạ. Rozon Sup dài 4m2. Có đóng semi chống nổ và cuốn chỉ chống nổ đầy đủ ha. Em sẽ đánh vệ sinh lại và làm mới cái phần keo này cho các anh. Cái này ngọn là 2.5 ly, trọng lượng 515g. Em bán cái này giá là 1.900.000. Cho em mã số 24, 1.900.000 nha. Rồi sang 25, em có về được cây này canh. Ở hàng thì em có về được cây này. Đây là một mẫu hàng quốc xuất Nhật nha. Cái này là cái phôi phôi của hàng đó canh. Và đây là một cây dài 4m25, độ cứng BX nha, BXT nha. Đi kèm cho mình bát gặp Fuji FS7 và khoen của nó đây. Khoen Fuji loại xứ xích màu xám khói nha. Em mời các anh xem, rất đẹp nha. Đây, rất đẹp và cây này là đánh xa bờ được. Càng bền và độ cứng cáp cao nha. Đậu bu đây, nguyên vẹn và đẹp hết. Bên trên đầu lóng thì nó bo chỉ quay keo chống nổ hết rồi. Đấy. Một cây có thương hiệu tên gọi là Kisu Tournament nha. Ngọn của cần hiện tại em đo là 4.1 ly, còn trọng lượng là 553 g. Dài 4m25, cứng 33 nha. Và góc tay cầm nó nhỏ, chỉ có 23.6 thôi nha. Cái này cái bát hiện tại xuống dưới góc là 35 cm. Các anh muốn nâng hạ bát báo em nha. Cho em mã 25. Em bán giá là 1.850.000. Cộng ship giúp em. 25 nha. 1.850. Và rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Em chúc các anh đi con may mắn nha. Các anh có đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số của em là 0356776692. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.